bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 24 tháng 4 2019. Trà My kính chào quý vị. Nhân sĩ kêu gọi chính phủ minh bạch hóa tin về sức khỏe chủ tịch nước. Thủ tướng Việt Nam sẽ dự diễn đàn Vành đai con đường ở Bắc Kinh theo một tai nạn máy bay quân sự tại Việt Nam. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một nhóm các nhân sĩ kêu gọi chính phủ Việt Nam đưa ra phản ứng trước các tin đồn về bệnh tình của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong lời kêu gọi cảnh giác gửi tới nhân dân cả nước và các nhà lãnh đạo. Tin trên mạng xã hội và các trang báo điện tử từ bên ngoài Việt Nam hôm 14 tháng 4 cho biết ông Trọng bị xuất huyết não và phải nhập viện ở Kiên Giang khi đang đi thăm tỉnh này. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng phủ nhận hay khẳng định thông tin vừa kể và ông Trọng cũng chưa xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 14 tháng 4. Nhóm nhân sĩ được biết tiếng gồm Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu và giáo sư Tương Lai trong lời kêu gọi được chia sẻ rộng rãi trên Facebook nói sự im lặng này là khó hiểu nếu chưa muốn nói là vô trách nhiệm với nhân dân. Tình hình sức khỏe của các lãnh đạo cấp cao nhà nước Việt Nam được coi là bí mật quốc gia. Trong lời kêu gọi cảnh giác, các nhân sĩ nói càng bưng bít thông tin càng gây thêm sự nhiễu loạn, làm mất lòng tin nhân dân với đảng cầm quyền. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, một chuyên gia về Việt Nam, nói ông Trọng được Tổng thống Mỹ Donald Trump mời tới thăm Washington trong năm nay. Vì vậy, Hà Nội phải có trách nhiệm dập tắt các tin đồn và thông báo về tình hình sức khỏe của ông Trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai con đường lần thứ hai tại Bắc Kinh trong tuần này, theo thông báo của chính phủ Việt Nam. Bản tin ngắn trên cổng thông tin điện tử chính phủ đăng ngày 22 tháng 4 cho biết là người đứng đầu chính phủ Việt Nam sẽ tham dự diễn đàn từ ngày 25 tới 27 tháng 4 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Diễn đàn Vành đai con đường là chiến lược phát triển do Chủ tịch Tập đề xướng năm 2013 để kết hợp vành đai kinh tế con đường tơ lụa với con đường tơ lụa hàng hải thế kỷ 21. Trung Quốc nói diễn đàn này nhằm tăng cường sự kết nối trong khu vực bằng cách phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, tạo những mạng lưới trên đất liền và trên biển, nối Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi. Việt Trung ký bản ghi nhớ nhằm tăng cường sự kết nối giữa các sáng kiến, vành đai con đường và hai hành lang một vành đai kinh tế khi ông Tập thăm Việt Nam năm 2017. Sáng kiến hai hành lang một vành đai kinh tế nhằm tăng cường sự hợp tác Việt Trung trong nhiều lĩnh vực. Các nhà nghiên cứu ở Mỹ và châu Âu cho rằng những nước tham gia sáng kiến vành đai con đường có thể trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế lẫn chính trị, trở thành con nợ của Bắc Kinh, mất mát các nguồn tài nguyên cũng như bị Trung Quốc theo dõi. Cộng đồng người Việt hải ngoại đang phản ứng khá mạnh với phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông cho rằng, xin trích nguyên văn, bọn phản động lưu vong rã rời chân tay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao lá cờ đỏ của Việt Nam trong chuyến tới Hà Nội tham dự thượng đỉnh Trump Kim. Đoạn video được đăng trên YouTube của Nguyễn Hoàng Sa Lê ghi lại buổi tiếp xúc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng người Việt tại Trung tâm Thương mại Sapa do người Việt làm chủ ở thành phố Praha, Cộng hòa Séc. Trong chuyến thăm nước này từ ngày 16 tới ngày 18 tháng 4, ông Phúc nói: Tôi nói một câu chuyện mà khi mà tôi đón ông Donald Trump vào thăm chính phủ á, thì ông cầm một tờ Việt Nam ông đưa lên cao thế này, trên khỏi đầu ông. Bà con có thấy hình ảnh không? Đó là gì? Đó là cái bọn phản động lưu vong người Việt và chống chúng ta đó, rã rời chân tay luôn. Thế ông là cái đập đỡ lúc nào? Đoạn video nhận được khá nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng xã hội, đặc biệt là cộng đồng người Việt hải ngoại. Facebooker Hoàng Hùng nói, Thủ tướng nên biết rằng Séc từng là một nước cộng sản và nhờ vào những người mà ông gọi là phản động làm nên cuộc cách mạng Nhung thì mới có một Cộng hòa Séc như hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự Việt Nam từng sống ở Đông Âu, gọi việc Thủ tướng Phúc dùng lời lẽ và não trạng phân biệt những người không nghe theo mình là phản động, là một sự bạo hành ngôn từ. Và vẫn theo lời tiến sĩ A, chớ nên làm chính trị nếu không học được những bài học sơ đẳng đó. Một máy bay quân sự của Việt Nam vừa bị tai nạn trượt khỏi đường băng chiều ngày 23 tháng 4 trong lúc hạ cánh xuống sân bay thuộc xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết chiếc máy bay Su-22M4 số hiệu 5858 gặp nạn trong lúc đang bay huấn luyện. Tin nói, càng máy bay không bật ra trong lúc hạ cánh, khi phi công thả càng khẩn cấp thì dù hãm đà bị đứt, máy bay tiếp đất và trượt ra ngoài bãi hãm cuối đường băng, bị hư hỏng nhẹ, còn phi công thì an toàn. Năm ngoái, hai chiếc máy bay Su-22 của quân đội Việt Nam gặp nạn trong lúc bay huấn luyện, khiến hai phi công thiệt mạng.
Su-22 là loại máy bay cường kích do Liên Xô sản xuất và viện trợ cho Việt Nam từ năm 79. Sau khi khối Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Việt Nam bắt đầu mua các máy bay Su-22 cũ từ các nước Đông Âu. Sau nhiều vụ tai nạn liên quan tới máy bay này, Việt Nam bắt đầu nâng cấp lên các phiên bản mới hơn, song tai nạn vẫn tái diễn. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Vài năm trở lại đây, thành phố biển Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa bỗng dưng thu hút rất đông khách du lịch Trung Quốc. Bất kỳ ngày nào trong tuần và tháng nào trong năm, Nha Trang đều có khách Trung Quốc. Các bản hiệu hàng quán ở Nha Trang hiện nay thường ghi song ngữ Việt Trung. Khách Trung Quốc có vẻ dễ tính khi họ hay ghé những hàng quán lề đường để ăn uống. Và theo lời nhận xét của bà Mai, một chủ quán lề đường trên hè phố Tuệ Tĩnh, thì khách Trung Quốc cũng dễ chịu. Trung Quốc đông, chủ yếu là Trung Quốc. Là nó ăn một tháng 30 ngày luôn, nó không nghỉ ngày nào. Nhưng mà đợt này cũng ít tour rồi, chứ đợt trước giờ này Trung Quốc đen à. Nó là lịch sử, nó ăn nó không đà treo. Mình thấy như vậy nhưng mà không phải là vậy đâu. Người ta cũng như mình á, cũng hiền hòa, cũng dễ chịu, dễ thương. Đâu phải là người ta đi sang đây ta phạm mình đâu. Khách du lịch Trung Quốc ở Nha Trang có thói quen nói chuyện khá lớn giọng, ồn ào, nên chỉ nghe loáng thoáng từ xa là dễ nhận ra quốc tịch của nhóm khách đó. Vào các chợ, các trung tâm thương mại ở Nha Trang, khách Trung Quốc có thói quen mua sắm và trả giá tương tự khách Việt. Đồng nhân dân tệ và tiền đồng Việt Nam cùng được sử dụng mua bán, bà Hoa, tiểu thương chợ Đầm cho biết. Mua gì vậy sao? Nó chạy tiền Trung Quốc. Rồi tới lại Trung Quốc, cô nói mời mẹ nè, quanh kilo, đã nổi nhiêu đấy, 200, 224, để đưa tiền Việt Nam cũng lấy, đưa tiền Trung Quốc mình tới lại. Cô đi tiệm vàng Ngọc Mai đỡ là 10.000, 20.000. Thống kê của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết trong quý 1 năm 2019, bình quân mỗi tháng có từ 200.000 đến 220.000 lượt khách Trung Quốc đến phố biển Nha Trang. Bên cạnh việc chi trả tiền mặt, khách Trung Quốc còn thanh toán qua các dịch vụ điện tử Alipay, WeChat Pay, khiến cơ quan nhà nước khó kiểm soát dòng tiền, doanh thu. Và ngay bây giờ là phần tin quốc tế. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ngày 23 tháng 4 tuyên bố, nhưng không trưng ra bằng chứng, rằng họ chịu trách nhiệm về một loạt vụ nổ ở Sri Lanka hôm 21 tháng 4, giết chết hơn 300 người và làm bị thương hàng trăm người khác. Tuyên bố của nhóm chủ chiến được đăng tải thông qua hãng tin Amac của họ, trong khi người dân ở thủ đô Colombo của Sri Lanka cử hành phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân trong các cuộc tấn công vào lễ phục sinh. Tổng thống Sri Lanka tuyên bố ngày quốc tang cho hơn 300 người thiệt mạng. Phát biểu với các phóng viên sau đó hôm 23 tháng 4, Thủ tướng Sri Lanka cho biết các nhà điều tra đang thẩm định những tuyên bố của nhà nước Hồi giáo. Ông cho hay các nhà điều tra cũng đang tìm hiểu một báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka, người nói rằng các cuộc tấn công là để trả đũa các cuộc tấn công tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand vào tháng trước. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết 40 người đã bị bắt giam liên quan đến vụ thảm sát Sri Lanka. Đây là vụ bạo lực gây chết người nhiều nhất ở đảo quốc Nam Á này kể từ cuộc nội chiến kéo dài 2 thập niên, kết thúc vào năm 2009. Kế hoạch tinh vi đằng sau 8 vụ nổ nhằm vào các nhà thờ và khách sạn đã phá tan sự yên ổn kéo dài 1 thập niên ở Sri Lanka và khiến nhà chức trách lo lắng. Trung Quốc ngày 23 tháng 4 khoe chiếc tàu đầu tiên thuộc thế hệ tàu khu trục tên lửa dẫn đường mới của Bắc Kinh, trong lúc Chủ tịch Tập Cận Bình giám sát một cuộc duyệt binh hải quân quy mô đánh dấu 70 năm thành lập hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi lên tàu khu trục Tây Ninh, chỉ mới được đưa vào hoạt động 2 năm trước, ông Tập quan sát một đội tàu của Trung Quốc và tàu nước ngoài đi ngang qua trong vùng biển ngoài khơi, thành phố Cảng Thanh Đảo ở phía đông. Cuộc diễn hành hôm 23 tháng 4 quy tụ 32 tàu và 39 máy bay của Trung Quốc cùng tàu chiến từ 13 nước khác, gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và Úc. Tổng cộng có 61 quốc gia cử phái đoàn đến dự sự kiện này và ông Tập trước đó đã gặp gỡ các sĩ quan hải quân nước ngoài tại trung tâm thuyền buồm Olympic Thanh Đảo.
ông Tập đang giám sát một kế hoạch sâu rộng nhằm hiện đại hóa quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc bằng cách phát triển mọi thứ từ máy bay tàng hình cho đến hàng không mẫu hạm, trong khi Trung Quốc tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông và xung quanh hòn đảo tự trị Đài Loan. Lực lượng cứu hộ tại Philippines hôm 23 tháng 4 giải cứu được ít nhất một người sống sót từ một tòa nhà đổ nát, một ngày sau khi một trận động đất mạnh giết chết ít nhất 11 người ở phía bắc Philippines. Nhân viên cứu hộ và những người đứng xem tại thị trấn Porac reo mừng khi một người đàn ông được mang ra khỏi đống đổ nát và được chuyển đến một cơ sở y tế gần đó. Ít nhất hơn chục người còn mất tích. Giới hữu trách cho hay, đa số các nạn nhân cư ngụ tại một tòa nhà 4 tầng khi một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra, rung chuyển Papaga cũng như vài tỉnh khác cùng thủ đô Manila trên đảo chính Luzon thuộc miền Bắc Philippines. Hoa Kỳ trao giải thưởng 10 triệu đô la cho những ai có tin tức làm gián đoạn hệ thống tài chính của tổ chức chủ chiến Hezbollah ở Liban. Tiền thưởng do chương trình giải thưởng về công lý của Bộ Ngoại giao Mỹ đài thọ. Chúng tôi hoan nghênh bất cứ tin tức nào đưa đến việc xác định và làm gián đoạn cơ chế tài chính của Hezbollah và những cá nhân quản lý hay tạo điều kiện dễ dàng cho những cơ chế này. Chương trình giải thưởng về công lý cho đến nay chú trọng đến việc tưởng thưởng bằng tiền mặt cho những tin tức đưa đến việc bắt giữ những kẻ khủng bố bị truy nã. Hezbollah bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách những tổ chức khủng bố nước ngoài từ năm 1997. Trong năm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có những cuộc họp thượng đỉnh được thế giới chú ý, không những với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, mà còn với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc. Cho đến nay, ông chưa gặp Vladimir Putin. Tuy nhiên tuần này, thành phố Vladivostok thuộc miền viễn Đông Nga là nơi tổ chức cuộc gặp lần đầu tiên của hai nhà lãnh đạo, chứng cứ mới nhất về việc ông Kim đã ra khỏi tình trạng cô lập quốc tế. Điểm chính của cuộc họp thượng đỉnh này là giúp ông Kim có được một số tín nhiệm quốc tế. Ý tôi muốn nói là cách đây một năm, ông ấy là một người sống ngoài lề xã hội, và nay ông ấy là nhân vật mà nhiều người muốn hẹn gặp, muốn được nắm tay. Ông Kim muốn được gỡ bỏ những chế tài của Liên Hợp Quốc gây nhiều thiệt hại cho Triều Tiên, hiện vẫn còn áp dụng sau khi những cuộc thảo luận về hạt nhân với Hoa Kỳ đổ vỡ. Có thể ông Putin không giúp được gì nhiều. Với nền kinh tế của Nga hiện bị tổn hại, Triều Tiên không được xem như là một ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cuộc họp thượng đỉnh có thể giúp Triều Tiên bớt lệ thuộc vào Trung Quốc, là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Tôi nghĩ ông ấy nỗ lực đề cập đến tất cả những giải pháp. Triều Tiên về phương diện lịch sử đã từng sống còn nhờ vào việc dùng Nga chống lại Trung Quốc và dùng nước này chống lại nước nọ. Cư dân thành phố cảng Vladivostok phấn khích tổ chức cuộc họp thượng đỉnh này. Tuy nhiên, chưa rõ cuộc họp sẽ giúp phá vỡ bế tắc giữa ông Trump với ông Kim như thế nào. Vào thời gian này, khi mùa đông đã đi qua nhưng cái nắng nóng của mùa hè thì lại chưa tới, nên đây là một trong hai thời điểm thích hợp nhất trong năm tại thủ đô Washington cho những hoạt động đường phố. Những con phố nghệ thuật vì thế cũng thường xuyên được tổ chức, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách ghé thăm mỗi dịp cuối tuần. Tới với những con phố nghệ thuật như thế này, nếu không tìm chọn cho mình một tác phẩm, thì mỗi người cũng đều có cơ hội chiêm ngưỡng và thưởng thức nghệ thuật theo cách riêng của mình. Tôi cũng là một nghệ sĩ, vì thế năm nào tôi cũng tới con phố nghệ thuật này để chiêm ngưỡng những tác phẩm của các nghệ sĩ khác. Thêm nữa, đây cũng là cách để tôi tự tạo cảm hứng cho bản thân mình. Mỗi con phố như thế này thường có rất nhiều nghệ sĩ tham gia với các phong cách nghệ thuật khác nhau. Vì thế, khi tới đây, bạn có thể thưởng thức nhiều loại hình và phong cách nghệ thuật. Điều đó thật thú vị. Đó là lý do vì sao tôi thường xuyên tới những con phố như thế này. Những loại hình nghệ thuật thu hút đông đảo du khách nhất tại các con phố như thế này có thể kể đến là nhiếp ảnh phong cảnh, tranh sơn dầu theo các phong cách nghệ thuật khác nhau với các chủ đề từ nhân vật lịch sử cho tới phong cảnh hay đời sống đô thị. Bên cạnh đó là nghệ thuật điêu khắc trên các chất liệu kim loại. Vào mỗi dịp cuối tuần, mỗi con phố nghệ thuật như thế này thường thu hút hàng chục nghìn lượt khách ghé thăm thưởng lãm. Tôi tới đây giới thiệu tranh của mình mỗi năm vì những không gian trưng bày như thế này thật tuyệt vời. Mọi người vừa có thể chậm rãi dạo phố, rồi ghé vào thưởng thức nghệ thuật. Mặc dù chỉ được tổ chức vào mỗi dịp cuối tuần và thường diễn ra tại khu vực ngoại ô Washington, nơi tập trung đông người gốc châu Âu và châu Á sinh sống,
Nhưng với việc thường xuyên diễn ra vào mỗi dịp xuân về, nên có thể nói những con phố nghệ thuật như thế này đã trở thành một sinh hoạt văn hóa quan trọng của người dân địa phương, cũng như những du khách ghé thăm thủ đô nước Mỹ trong thời gian này. Rõ ràng đối với những người yêu nghệ thuật, thì còn gì thú vị bằng khi trong một chiều cuối tuần thư thả, được tản bộ và thưởng thức nghệ thuật trên những con phố này. Một ngân hàng phát triển của Nga nổi lên trong thời kỳ chiến tranh lạnh, lãnh đạo có quan hệ mật thiết với các cơ quan tình báo của Nga, đang dời trụ sở tới Budapest, được sự ủng hộ của chính phủ ông Viktor Orbán. Điều này khiến cho giới tình báo phương Tây cũng như các chính trị gia đối lập của Hungary lo ngại. Ngay sau đây là tường trình chi tiết. Những bia đá này ở Budapest là để tưởng nhớ hơn 700 lính Nga thiệt mạng trong khi đàn áp một cuộc nổi dậy năm 1956 của người Hungary. Cuộc nổi dậy của một quốc gia nhỏ làm lung lay nền móng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới, thách thức sức mạnh của nước Nga Xô Viết. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng đến đây để tưởng nhớ những chiến binh Xô Viết đã ngã xuống. Một chuyến thăm rầm rộ khiến phe đối lập tại Hungary lớn tiếng đòi thay đổi câu chữ khắc trên những tấm bia này. Và giờ đây, thật trớ trêu, con trai của một nhân viên KGB, người cách đây nửa thế kỷ từng được cử đến để dập tắt cuộc nổi dậy của người Hungary, sẽ chuyển tới sống tại Budapest trên danh nghĩa lãnh đạo một ngân hàng của Nga. Giới chức an ninh phương Tây cùng với các nhà phân tích độc lập lo ngại rằng ngân hàng này có thể được sử dụng cho mục đích tình báo tại Âu Châu. Ngân hàng này từng được sử dụng làm vỏ bọc cho các hoạt động tình báo của Liên Xô, và chúng ta có thể cho rằng nó sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đó. Ngân hàng Phát triển Quốc tế, vốn có tên là Comecon vào thời Xô Viết, cũng hứng chịu sự phẫn nộ từ các nhà lập pháp đối lập trong Quốc hội Hungary. Họ cho rằng việc cho phép ngân hàng lập trụ sở tại Budapest sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong việc xoay trục về phía Nga của Thủ tướng Viktor Orbán. Khi dự luật về thỏa thuận đặt trụ sở ngân hàng được đưa ra Quốc hội, chúng tôi đã bỏ phiếu chống. Chúng tôi rất quan ngại về ngân hàng đầu tư này. Các phóng viên điều tra của tờ Index cho biết có nhiều lý do để lo ngại. Những nhân viên, cố vấn hay bất kỳ vị khách nào mà ngân hàng này mời đến từ Nga đều sẽ có quyền miễn trừ ngoại giao. Và không có bất kỳ khoản giao dịch tài chính nào của ngân hàng này chịu sự giám sát của cơ quan quản lý. Cơ quan phản gián của Hungary không đủ nguồn lực để theo sát được các nhân viên của ngân hàng. Các cơ quan an ninh khác của châu Âu có thể sẽ cảm thấy cần phải làm điều đó. Các đơn vị phản gián quốc tế sẽ tới Hungary và nó sẽ trở nên giống như Vienna thời chiến tranh lạnh. Ngân hàng này cho biết chủ tịch của họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với giới tình báo Nga. Tuy nhiên, lời khẳng định này không thể làm dịu đi mối nghi ngờ mà các cơ quan an ninh châu Âu dành cho ngân hàng này. Số ca nhiễm sởi tại Mỹ tăng vọt lên hơn 460 ca, cao nhất kể từ năm 91. Hơn một nửa số ca nhiễm là ở New York, nơi có 21 người nhập viện, 5 trong số đó đang được hồi sức cấp cứu. Gần đây, thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio tuyên bố bệnh sởi là tình trạng khẩn cấp về y tế và đã ra lệnh bắt buộc tiêm vaccine tại một số khu vực của thành phố. Mời quý vị theo dõi. Bệnh sởi hàng năm cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người trên thế giới. Bệnh này có thể được phòng ngừa dễ dàng nhờ vaccine. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, những người chống tiêm chủng đã lan truyền những thông tin thất thiệt về vaccine. Những người tự nhận là bài vaccine này, từng được coi là thành phần cực đoan, đã sử dụng Facebook và những trang mạng xã hội khác để thuyết phục các bậc phụ huynh rằng vaccine gây ra chứng tự kỷ và những vấn đề khác của trẻ nhỏ. Một người chị của tôi nói với tôi rằng bạn bè của chị ấy gặp vấn đề. Họ thực tế kể cho tôi rằng một trong những đứa con của họ, thằng bé phản ứng bình thường, nhưng kể từ khi tiêm vaccine nó không còn bình thường nữa. Thành phố New York chiếm tới hơn một nửa số ca mắc sởi tại Mỹ trong năm qua. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio hồi tuần trước tuyên bố sởi là nguy cơ khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng và đã ra lệnh bắt buộc tiêm chủng tại một số khu vực của thành phố với mức phạt lên tới $1,000 nếu không tuân thủ. Tuy nhiên, một nhóm Do Thái chính thống đã đệ đơn kiện sắc lệnh này của thị trưởng.
Các nhân viên y tế phải vất vả kiểm soát loại virus này, đồng thời cũng phải ngăn chặn tin đồn thất thiệt. Chúng tôi cần các nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi cần các nhà lãnh đạo cộng đồng chung tay thuyết phục người dân rằng họ cần phải bảo vệ không chỉ con em mình, mà còn có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, bảo vệ cộng đồng bằng cách xây dựng hệ thống miễn dịch xã hội. Sởi là bệnh có tính lây lan mạnh và có thể gây ra những hậu quả lâu dài nếu không được chữa trị. Cứ 10 trẻ mắc sởi, một em sẽ bị viêm tai, một trong 20 trẻ sẽ bị sưng phổi, và cứ 1.000 trẻ mắc thì có một em bị phù não. Một số trường hợp có thể dẫn tới tử vong, và tin tốt là người ta có thể ngăn chặn được bệnh sởi. Có một loại vaccine rất hiệu quả, đã được sử dụng rất nhiều lần để ngăn chặn dịch bùng phát. Và Bộ Y tế có thể cung cấp vaccine sởi, quai bị, rubella miễn phí cho bất kỳ ai. Hiện có những vụ bùng phát sởi tại châu Âu và Israel, cũng như tại một số nước Nam Mỹ, châu Phi và châu Á. Du khách tới những quốc gia này cần đảm bảo là đã được tiêm phòng đầy đủ. Trong nhiều thế kỷ, âm nhạc là một phần quan trọng của văn hóa Afghanistan, nhưng trong thời kỳ Taliban cai trị, âm nhạc được coi là không phù hợp với đạo hồi và bị cấm đoán. Giờ đây, mặc dù có vẻ như cuối cùng thì thỏa thuận hòa bình với Taliban sắp đạt được, nhưng những người yêu âm nhạc Afghanistan tại địa phương vẫn lo ngại rằng tương lai của âm nhạc ở đây có thể gặp hiểm họa nếu nhóm chiến binh này giành lại được quyền lực. Thông tin viên của VOA gần đây tới thăm một con phố ở Kabul nổi tiếng với lịch sử âm nhạc, và sau đây là tường trình chi tiết. Có một câu nói ở Afghanistan, âm nhạc là thức ăn cho tâm hồn. Và âm nhạc bây giờ có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi trên các đường phố ở Kabul. Nhưng dưới thời Taliban, âm thanh của bộ gõ tabla, giai điệu rubab hay thậm chí những âm thanh nhẹ nhàng của kèn cũng đều không được phép. Trong thực tế, tất cả các loại hình âm nhạc đã bị cấm. Sau chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001, âm nhạc lại phát triển mạnh. Nhưng bây giờ, người hâm mộ âm nhạc lại đang lo lắng rằng các cuộc đàm phán hòa bình của Hoa Kỳ với Taliban có thể khiến âm nhạc Afghanistan gặp hiểm họa một lần nữa. Chúng tôi chưa có cuộc gặp nào với Khalilzad, đại diện của Hoa Kỳ tại Afghanistan hoặc chính phủ Afghanistan về những lo ngại của chúng tôi về lĩnh vực âm nhạc. Nhưng tôi chắc chắn họ nhận thức được mối quan tâm của chúng tôi. Sau khi chi tiết về các cuộc đàm phán hòa bình được công bố, chúng tôi sẽ công bố lập trường chính thức của chúng tôi. Người dân địa phương gọi trung tâm của âm nhạc ở Kabul là khu phố Kharabat. Ở đây bạn có thể tìm thấy các loại nhạc cụ địa phương và các cửa hàng bán hoặc sửa chữa nhạc cụ. Trong nhiều năm dưới thời Taliban, con phố này hoàn toàn im ắng. Trong khi người dân địa phương ở đây hoan nghênh các cuộc đàm phán hòa bình, họ cũng có lý do để do dự. Chúng tôi muốn chính phủ thiết lập hòa bình, nhưng một nền hòa bình phải bao gồm chúng tôi. Chúng tôi không muốn có một nền hòa bình loại trừ chúng tôi. Chúng tôi muốn là một phần của nó để chúng tôi có thể yêu cầu đất nước mình giữ gìn và phát triển âm nhạc. Nhưng lo ngại còn xa hơn như vậy. Chính phủ phải ghi nhớ mọi thứ trong bất kỳ thỏa thuận nào, bao gồm âm nhạc, phim ảnh, nữ quyền và sự tự do của người dân nói chung. Hiến pháp của chính phủ nên được giữ, và tất nhiên tất cả chúng ta đều khát khao hòa bình. Và nếu mọi thứ quay trở lại như dưới thời Taliban trước đây, thì chúng tôi sẽ buộc phải di cư thôi. Trong khi mọi người hy vọng về một nền hòa bình trong tương lai, thì các nhạc sĩ và người hâm mộ lại đang lo lắng về số phận của một truyền thống lâu đời và yêu dấu này trên quê hương mình. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is blast from the past,
from the movie Father Figures. This film is about two brothers who are searching to find their father. Their mother has been lying to them for years by telling them their father died. Listen for the phrase, blast from the past. Mom actually dated Terry Bradshaw? Do you remember a woman named Helen Baxter? Talk about a blast from the past. She's our mom. So, what do you think blast from the past means? Is it something that reminds you of an earlier time? Or an explosion that happened earlier? Listen again. Did you have the right answer? Mom actually dated Terry Bradshaw? Do you remember a woman named Helen Baxter? Talk about a blast from the past. She's our mom. Blast from the past usually means something that reminds you of an earlier time. This term is usually used in conversation. In this scene, the two brothers are trying to find out if Terry Bradshaw knows their mother. When he said, "Talk about a blast from the past," he was suddenly remembering an earlier time in his life. So, in fact, he did know their mother in the past. And that's English at the Movies. This is Everyday Grammar. I'm Kaveh. And I'm Lucia. You know, English is not a difficult language. Everyone can learn it. I'm not sure I agree with you. Why not? Some words are difficult to learn. Consider the words everyone and anyone. Oh, those are tricky. What's the difference? Let's find out. First, let's cover anyone and anybody. These two words are interchangeable. You could say, has anyone seen my keys? Or has anybody seen my keys? They would both be correct. Some language experts say anyone is a little more formal and is used in academic writing more often than anybody. Okay, does the same apply to everyone and everybody? Yes, it does. Now, I guess there is some difference between anyone and everyone? Yes, there is. Let's take the following sentence as an example. Everyone likes singing. Here, the meaning is that every person likes to sing. Now, if we said, does anyone like singing? That would refer to one person, or more, but not necessarily all the people. Make sense? Yes, it does. Everyone refers to all, and anyone refers to one or more people in a group. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video hay bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.